Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với 8 loại game khác nhau. Chúng ta sẽ vào game đầu tiên. Vẻ như game này game đập chuột. Ui, cái này khó quá. Mày bưởi. Không được đập bừa, không được đập bừa. Chúng ta sẽ chúng ta tiếp tục sang game thứ hai. Em chết tiệt gì đây, kéo chơi nữa. Chuyển sang game thứ ba nào. Hay nhỉ, ấy được của nó đấy bạn ơi. Được của nó đấy. Từ thế nào đâm ba thằng cảnh sát né hết. Ui chết 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 chết, bị bắt mất rồi. Không quá nào. Ta né. Tưởng thế nào chứ. Úi trời, cao đất trời ơi. Chúng mày cậy ý đâu hiếp yếu á. Tao không sợ đâu. Slow motion. Chúng ta tua chậm nào. Ôi cái định. Ây ấy à. Ây à. Dừng thì phải bảo chứ. Slow motion. Mày hảo bưởi. Mày đã đủ. Tiếp theo nào. OZ. Tuyệt vời. Địch. Ta đỗ xe cẩn thận rồi mà. Đã đủ. Ôi, please shit.
Polisit, polisit, polisit. Cua nào? Đó. Vướng đâu không vướng, vướng đúng cái cây. Đỉnh thật chứ. Đéo hiểu kiểu gì ạ? Đông thế nhỉ, chúng ta phải chạy. Ta một chiếc non nè. Úi trời ơi, suýt suýt chết. Ốc qua nào, ta né ta né ta né. Chuyển sang chó tiếp theo. Cũng về loại đốt xe. Giờ xe club. Mini Gun. Một anh lính đặc vụ. Uầy, một thành phố đã bị phá hủy. Có lẽ là chúng ta phải có bọn xâm nhập sao? Nào. Hè hè con cặc. Hè hè. À. Chẳng ba cái bọn này con này. Ui. Nó lại dễ vậy á. Mày hò bới. Mày hò bới. Mày hò bới. Đợt đầu mà nhận nhiều đồ ghê vậy. Ok luôn. Ok luôn. Ây da, ây da, ây da. Khá quá nhỉ. Xông lên chơi luôn, xe tăng cho nó máu lên. Mày hào bưởi, mày láo với tao. Ui, nhà ăn được đấy. Chết bữa ra thắng đến nơi rồi. Nhận được đầy đi. Lứa chạy cao rồi. Ok bạn ơi, à,
2 rồi. Nào, bắt đầu. Vấn này. Thôi, không còn gì để nói nữa rồi. Bọn mất dạy này. Sao? Ý kiến gì? Tao chỉ chơi mấy con này thôi. Làm gì tao? Làm sao? Làm gì với nhau nào? Úi trời. Tao lại sợ mày quá cơ. Ăn đủ. Đừng chết tiền nó đấy. Hay lắm rồi anh em. Thả nhiều vào. Tưởng thế nào? Số 2 bắt đầu. Đây rồi. Mắc rồi sao? Được của nó đấy nhỉ. Sao? Bố nhà mày. Tao lại sợ mày quá. Bắn cho mày bể nhà luôn. Láo lếu quen đời. Chúng ta sẽ sang game tiếp theo. Truy cập vào comment của bạn. Có lẽ là game này của chúng ta không chơi được rồi. Mà tự game phải nói là đồ họa khá đẹp. Nhưng mà game này của chúng ta cần phải update. Có vẻ như game này của chúng ta update hơi lâu. Sang game tiếp theo.
chơi được. Thôi, chúng ta đánh tiếp tục game này bạn. Được của nó đấy nhỉ. Mày hào bưởi. Mày hào bưởi. Chúng ta phải đợi máy bay. Một mình càn quét cả bản đồ. Alo. Tiếp tục nào. Láo nháo nè. Láo nháo. Láo nháo. Ui. Rồi. Chúng ta lại win tiếp rồi. Lại một tên xuống máy nữa. Sao có một sao hay sao vậy? Đùa à? Bay phản lực lại cho mày bắn sự thành con. Ui chà chà, ui chà chà, cười á, thích cười không, thích cười không, thích cười không, tiến á, á, ui chà 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 chà, ui chà 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 chà, tiến á, tiến á, tiến á, á, đi xe máy mọi người à. Ý làm sao? Yes, may quá. Cuối cùng cũng thắng các bạn ạ. Sang game đua xe. Come on. Rồi, đi thôi mà. Sẽ bắt. Cua nào. Úi trời ơi, một pha đánh bóng thật là đi vào lòng người. Ây chà, không đánh bóng được rồi. Nó kinh quá.
Mày đuổi tao? Tao làm cái gì mày? Con chó kia. Đuổi hộ, đuổi hộ, đuổi hộ, đuổi hộ. Đùa bạn này. Đùa mà. Đùa tí gì mà căng. Ôi dồi ôi. Thôi có lẽ game chúng ta kết thúc đây thôi. Xin chào các bạn.